Nói em đang bị tâm thần có đúng không? Không đúng. Chứ em bị gì? Tâm điên. Tâm điên chứ không phải tâm thần. Vậy, vậy chuyện... tâm thần con tâm điên. Có thương mẹ không? Dễ thương nhiều. À, sao mà con thương mẹ nhiều? Tại mẹ bị điên. Ờ vậy đó hả? Lộn bị tâm thần. Ờ à, tâm thần hả? Trời ơi cười kìa. Ủa nó nói vậy à, có dặn nó không Mỹ Trà? Con em nói em bị tâm thần bị điên, không có dặn vậy không? Vậy cũng có dặn chút chút. Sao dặn chút chút? Hai cụ chỏ nè. Cười hai đầu gối hả? Hai cụ chỏ. Hai chỏ là sao? Chỏ đâu? Hai cụ chỏ nè. Cái đó là đầu gối. Anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái cho bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa vàng ngày chào mùa đớp bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo một con. Đâu xảy ha, là gần tà keo không mấy Trà? Dạ. Đâu xảy gần tà keo không? Anh đang hẻm cà rem mà. Trời, ngoài cánh đồng đẹp quá, hai mẹ con làm gì đây? Hai con đang làm gì? Đang làm gì hả? Ừ. Đang lấy cây viết, đang viết mật á. Làm gì, viết mật làm gì? Viết cái tên mình chứ chơi viết cái gì? Ủa gì vậy? Sao mẹ lấy tên của ngoại? Viết tên ngoại à? Ông ngoại tên gì? Minh Tàng. Minh Tàng hả? Minh. Sao nhìn anh ngoại vậy? Không phải, nhìn gì vậy? Đẹp à? Mỹ Trà thì ba mấy tuổi mà cái giọng như trẻ con gì mới lớn đó khán giả. Hai mẹ con dễ thương quá trời. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. À, con có đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi? Học lớp 3. Con tên gì? Con tên Bích Hà. Bích Hà, Mỹ Trà. Ồ, tên đẹp quá. À, con đẹp giống ai vậy? Đẹp giống ba. Ở ngoài hả? Rồi mẹ có đẹp không? Không. Rồi ba con đâu? Ba con ở trên miền, tại mẹ con có dạy hoài, ba con chia tay rồi. À, nãy giờ có gặp lại ba không? Dạ có. Ừ. Ba con tên Bình Kim My. Ừ, ba con người Khmer ha. Rồi con nhìn mình bông sen con xuyên qua được không? Dạ. À, hiện giờ mẹ, con biết mẹ con đang bị gì không? Bị điên. Bị gì? Bị điên. Bị miên. Tâm thần. Tâm thần hả? Phải không Bích Hà nói gì phải không Mỹ Trà? Bích Hà nói đúng không? Nói em đang bị tâm thần có đúng không? Không đúng. Chứ em bị gì? Tâm điên. Tâm điên chứ không phải tâm thần. Cái gì? Nói chuyện... tâm thần con tâm điên. Nói gì vậy? Thì đúng rồi, phải đặt bạc ở nhà là tâm thần, tâm điên, tâm mất trí nhớ. Ồ, mà đâu có mắt trí nhớ đâu, cũng còn biết nè. Bà con mà. À, bà con không còn nhớ hả? Bà con ăn xong rồi ăn tiếp, ăn xong ăn tiếp. Ờ, mất vậy cơm đó. Gì hoài à. Ăn rồi còn nói ăn khỏi. Ủa, đồ ăn, chưa ăn. Biết kêu con bé nè. Ngọc sao? Nha. Cái gì? Bích Hà. Bích Hà. À, tên nhiều lúc cũng quên luôn rồi. Còn em còn nhớ em tên gì không? Em còn nhớ em tên gì không? Huỳnh Thị Mỹ Trà. Ờ, à, còn nhớ tên nha. Ừ. Con cũng luôn hả Huỳnh. Ờ, à, sao lại không nhớ tên của con, của em? Em tên tặng là... anh nè. Tặng anh hả? Em tên rồi, cảm ơn em. Con... nãy giờ đợi lâu đó. Đợi hả? Rồi, con xem đẹp quá. Tên của con là bị Huỳnh Thị Mỹ... ở lộn Huỳnh Thị Phượng Hằng. Còn ừ. Tên của con Trâm Miên, con sinh ở Trâm Miên, vậy con tên Mỹ Tiết. Mỹ Tiết ha. Dạ. Còn Bích Hà là tên gì nữa? Tên của ngoại đạt, tên Bích Hà, tặng cho ông Hải đi. Ông Hải là ông nào? Kìa, ông đang ông Hải gì? Có rồi nè. Hãy cho Bích Hà chơi đi. Bích Hà có thương mẹ không? Dễ thương nhiều. Ờ, à, sao mà con thương mẹ nhiều? Tại mẹ đi đi. Ờ, vậy đó hả? Lộn bị tâm thần. Ờ, à, tâm thần hả? Trời ơi, cười kìa. Ủa, nó nói vậy à, có dặn nó không Mỹ Trà? Con em nói em bị tâm thần bị điên, không có dặn vậy không? Thì cũng có dặn chút chút. Mà sao dặn chút chút? Mà thì có nói gì có đúng không? Thì thấy nó làm gì không được thì mình dặn nó. Ừ. Mà em có thấy trong người em bữa nay khỏe chưa? Tạm ổn. Tạm ổn ha. Tạm ổn ca một bài ca nhạc trẻ coi. Thôi tặng anh cây đó rồi. Em không tha không ca đâu. Hối lộ cây bông rồi đó. Hối lộ, thôi trả lại nè ca đi. Thôi.
thôi không chả đâu. Nè chả nè. Thôi nè, cho con chơi luôn đi, cho con gái nè. Đó, nghe dễ thương, đẹp gái quá trời luôn. Về cái Bích Hà nữa lớn làm gì nuôi mẹ nè? Dạ con làm bác sĩ. Trời ơi, làm bác sĩ luôn. Bà ngoại con làm y tế, con là bác sĩ. Ờ, à, bác sĩ nữa, chị bệnh cho mẹ hay gì? Chị bệnh cho mẹ trước chứ. Cả gia đình luôn. Trời ơi. Mới bà lớn mà có cái suy nghĩ để chị bệnh cho cả gia đình. Gia đình quá nhiều bệnh hả? Ông ngoại con bị gì ta? À, bị tiểu đường. Ừ. Bà gì? Bà cò. Bà cò bị gì? À, bà cò bị gục thừa. Ừ, còn mẹ? Mẹ ha bị tâm thần. Ừ. Wow. Tâm điên. Năm gì? Tâm điên. Tâm điên, tâm thần nó cũng giống nhau à. Còn biết nói câu đó ha. Sao cười cái ơi, sao đang nói chuyện hấp dẫn quá tự nhiên có suy nghĩ gì vậy? Nhớ ai vậy? Mỹ Trà. Nhớ ai mà suy nghĩ gì vậy? Nhớ ai nói lại coi. Hả? Nhớ ai? Dạ. Nhớ ai? Hiện giờ con đang nhớ mẹ Nguyễn. Mẹ Nguyễn là ai chị? Mẹ Nguyễn dạy bảo. Dạy bảo con phải hút thuốc biết không? Đừng có ngân. Tức là đang giống như đang cái tinh thần nó đang không được ổn định á. Ừ. Muốn nói gì nói. Ừ. Mình cố gắng suy nghĩ lại, mình nói cho nó nhớ lại những cái gì hay đó. Em đang cầm điện thoại rồi, suy nghĩ lại gì? Tức là em nói chuyện, em phải suy nghĩ cho nó rõ ràng ra. Đừng có muốn nói gì nói đó. Rất là xinh gái nha khán giả, sống mũi cao nè, sống mũi dập dừa nè. Cặp mắt bùa câu nè, chân mày lá liễu. Thầm đang cười cái hai cụ chỏ nè. Cười hai đầu gối hả? Hai cụ chỏ. Hai gió là sao? Chỏ đâu? Hai cụ chỏ nè. Cái đó là đầu gối. Rồi, cái này kêu bằng cái gì? Mắt cá. Trên đài thì nó kêu mắt cá. Rồi cái này kêu bằng cái gì? Mắt cá. Ốc hết. Ốc hết gì? Ồ, có cái bông đẹp quá ta. Không hồng luôn à. Kêu ngược đời không cả. Ừ. Tài nó kêu cái giò kêu cái tài. Ủa có nhẫn cưới luôn nè. Phải không? Có nhẫn cưới nè. Không phải đâu. Phải nhẫn cưới không? Cái đó dao á, không phải cưới đâu. Ôi đây ôi. Này là gì nữa à? Bữa nay sơn chúng ta cũng vô tím liệm luôn. Ừ. Tự sơn hay đi la tiệm sơn vậy Mỹ Trà? Dạ tự sơn. Để sơn được luôn hả? Không bị lem hả? Không bị lem. Ừ. Nó dính chắc luôn. Giờ hát đi, hát nhạc gì tặng cho khán giả một chút đi quên. Hát xong ca với anh Hải nè. Cái gì? Chim trắng mồ côi. Chim trắng mồ côi nữa. Có chạy qua đường này không anh? Thôi mẹ rồi. Chim trắng mồ côi. Nhớ không? Nhớ bài đó không? Con gì đó. Giờ hát bài đi, chim trắng mồ côi đi. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa vàng ngày mùa đớp bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cỏ anh chim sáo mồ côi. Rồi, tiếp tục. Phù sa phương trắng. Hết nhớ. Chứ thử coi rồi còn nhớ không? Thì nó nhớ đâu, từ đoạn chứ nè. Cũng hay quá ta. Biết từ miền Nam em anh ngược ra Bắc không? Nhau Lý Tờ Hồng. Đâu càng sao đâu, thử coi. Từ miền Nam anh rưa ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chín dòng sông. Anh mang câu hò con trai đầu lòng, anh em ra bên cạn đưa chàng sang sông. Ồ hay thật. Hay á. Ca đúng điệu ghê. Ca đúng điệu mà là lạc cái lờ đờ lời. Từ ngựa ô đó. Này ngựa ô kêu vang mà anh khớm sông sao câu hò. Gì đó, nhớ không? Dạ. Đang suy nghĩ là nhớ anh nào không à? Đang ca với anh này mà nhớ anh kia không à?
Là có ca lộn mà. À, ca lộn. Ca làm sao ra lại ca. cái giọng của Mỹ Trà ca nghe được. Ca giống như kiểu mà em bé. Em bé mới lớn. Sao sơn móng tay tới đây hết nước sơn hay gì mà chừa lại bóng ngón gì? Giống chị á. Ôi giống chị hả? Làm sao? Chị đâu có sơn đâu. Không có tay để sơn luôn. Chị không có tay để sơn luôn. Đâu dở lên cho con coi. Nè. Nó. Thấy mới nói giống chị. Thấy không? Thấy tay chị không? Thấy. Biết sao chị bị gì không? Chị bị tức quá. Tức quá hả? Tức quá. Tức quá tự xử hả? Chắc gì? Chắc chị bị ăn cắp tay. Thì chị bị lấy tay ăn luôn. Trời ơi, hai mẹ con. Ê, mấy già tính kiểu... Anh Hải xong đi ăn cơm đi. Cơm rồi. Ừ. Vậy anh Hải cảm giác thấy đói hả gì vậy chị mấy già? Nè, cái bụng của anh nè, nhìn nè. Ăn cơm rồi. Ăn cơm chưa? Con ăn rồi. Ủa gì ăn gì? Dạ ăn cơm với muối tiêu. Gì vậy? Ừ? Hồi nãy chú chưa ăn cơm. Ủa? Sao mẹ con nó ăn cơm rồi kìa? À biết. Mẹ con sáng giờ chưa ăn luôn cơm luôn hả? Dạ chưa ăn rồi. Sáng ăn rồi, chiều chưa. Trời. Một ngày mẹ ăn ba cử. Ừ. Nhưng mà ăn tô không à? Tô không? Mấy tô không? Tô có khi tô, có khi chén mà con ông ngoại cho ăn tô. Giờ hát một bài đi, hát một bài nào thuộc mà dài dài đi quá. Giờ bây giờ điểm danh lên đó nè. Đầu tiên là ông này tên gì nè? Này tên gì? Tên Tám. Rồi người này, áo đen này tên gì? Tên Mười. Tên Mười rồi đây. Mười một. Tự thấy trời. Mười một đúng rồi đây. Đây nè. Đây hả? Ừ. Mười hai. Hay quá hay. Rồi anh Hải đâu rồi? Anh Hải đi đâu rồi kìa? Anh Hải à, xây qua xây lưng rồi. Nè anh Hải. Ờ, vậy hả? Còn nhớ hả? Ừ. Sao nói anh Tám? Vậy là anh Tám Hải hả? Tám Hải rồi. Tám Sen. Tám Sen. Ngoài đồng cảnh quá đẹp luôn nè, Mỹ Trại. Không đẹp bằng chỗ Bắc Hến á. Chỗ đó nó mới đẹp. Chỗ Bắc Hến hả? Có đi biết Bắc Hến hả? Có, đi chung với ba một lần rồi. Ừ. Bắc Hến á. Bắc Hến gì ăn nè? Dạ. Xa không? Cũng khoảng 18 cm gì á. 18 cm. Mười tám cm. Được ha, được ha. Xa lắm đó, 18 cm là xa lắm. Thì đi rừng dài vô là 18 cm rồi. Ừ. Mà cái hướng đi á, Mỹ Trà nhớ không? Cái hướng. Ủa, bữa nay sao anh không đi câu cá nè? Không, anh mới bắt ếch về. Vậy anh Đệ? Anh gì? Anh Đạt hả? Anh Đệ. Anh Đệ. Ủa, bộ có thấy đi câu cá hả? Dạ. Có thấy đi câu cá sao? Không biết nữa. Vì sao nói? Thấy anh câu đâu hả gì? Có thấy không? Không hỏi gì hỏi mà. Cho nghề nghiệp, cho tên tuổi. Tên tuổi còn cho được nghề nghiệp đó là gì đâu. Ừ. Nghĩ trà về phải nấu nồi chè nha. Thằng sửa tên mấy anh là hết trơn rồi đó. Bây giờ sữa mà không chịu nấu nồi chè á chứ. Nè, xè bàn tay ra đẹp lắm nè, nãy giờ mới để ý nè. Một bên sơn 4 ngón bỏ 1 ngón, còn một bên sơn 1 ngón bỏ 4 ngón. Ừ. Đó là mô đen đó. Phong cách lắm chứ mô. Chắc sơn tới đây là hết nước sơn phải không? Đúng rồi. Đó. Mô đen đó. Anh nói đây là cái hot trend, cái mô đen ở bên Campuchia. Thằng gì đó hả? Ừ. Đúng rồi. Ủa, Mỹ Trà, anh nghe nói Mỹ Trà ở bên Cam á. Rồi Mỹ Trà biết núi Tà Lơn không? Tà Lơn là núi. Biết núi bơm không à? Núi bơm ha. Có núi bơm không? Chú có biết núi Sam không? À. Biết núi Âu Đông không? Âu Pha. Âu Pha. Chùa Bà Đen. Là có những cái địa danh đó luôn hả? Có Âu Pha không? Những cái địa danh đó là những người vô hình. Cái nào tuột xuống gạch với em? Gì? Tuột xuống gạch làm gì? Tuột chai á. À, giống như chạc gì vậy? Trượt mấy đứa thiếu nhi trượt đó phải không? Dạ. Bữa nào rủ mấy Mai đi bơi á. Đúng rồi. Được không? Biết bơi không? Dạ biết bơi lúc 5 tuổi. Cái này nhắm mẹ nhớ ai không?
đó nhìn mặt giống ổng hả? Là giống ai? Chung thì Mỹ Trà thì Mỹ Hà cái số vàng xài nha. Dạ xài đâu ăn. Cái không được khỏe, tinh thần cũng không ổn định đó khán giả. Cho nên để quay cho khán giả xem. Cho con với mẹ con ăn ha. Mẹ cũng ăn 18, 16 hả? Cái gì 18, 16? 18, 16 là gì? Thì mua xài cho mẹ con ăn đó. Không hiểu. Giờ này 4 giờ rồi. 18, 16 là không kịp con. Giờ 4 giờ rồi. Giờ thêm 4 nữa cho chẳng 20 hả? 18, 16, 4. Giờ 3 đài luôn ha. Giờ 3 giờ 40 á con. Dạ. Con hẹn giờ 3 giờ 40 vậy là 6 giờ 7 giờ. 8 giờ. Ông gì thở dài với Mỹ Trà? Ông gì thở dài? Tự nhiên á, ba đi bẻ xài á, cái ông kia á, ông chửi á. Gì đó hả? Có xin không? Ba Mỹ Trà có xin không mà ông kia chửi? Mình bước đi là cần gì xin? Dễ sao? Vậy là cái giường sò đó là của ông nội đó. Ông nội hả? Bởi vì em đâu cần xin, đúng không? Không, nhiều khi Mỹ Trà ta muốn nói gì nói mà không có rồi nhiều khi đâu ai đi bẻ đâu lại nói vậy đó. Ừ. Mỹ Trà có cái chứng bệnh rất là đáng thương, rất là đáng tội nghiệp. Để kêu anh em cũng lời chia sẻ để mà tạo cái niềm vui cho cái tinh thần em sảng khoái hơn. Mỹ Trà ơi. Dạ. Tâu te nha. Là đi về nhà. Ủa sao biết hay vậy? Rồi tàu te, tàu te, tàu to, tàu tàu lên, tàu lên đi, tàu xa luôn. Xuất xa đây là gì Mỹ Trà? Là xin chào. À, đó biết đó. Mình trả lại xuất xa đây à? Cắt sót. Ôi hay ha. Ở đây 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 mình biết câu gì nói à? Ở bên cam. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Xin bye à? Cái gì tụ đủ gì ta? Cái gì? Si cà bai. Hợp bai, si bai. Ăn cơm. Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ tiếng Khmer. Đang gợi nhớ tiếng Khmer. Chị thấy ta? Mỹ Trà ở bên Cam là mấy năm rồi? Bích Hà hỏi ông cà ở trên miền không? Có, cách sốt nè. Cách sốt. Là nói là Bích ở Âu Say á. Ở Âu Say. Âu Say là tỉnh Âu Say ha. Là gần Tà Keo không Mỹ Trà? Dạ. Âu Say gần Tà Keo không? Anh đang thèm cà rê mà. Cà rê thì nói đi, đừng có nói vậy. À. Pu cách shop. Pu cách tóc. Ừ, đó. Là sao Mỹ Trà Vịnh anh không hiểu, chú không hiểu. Là biết gì không? Nói ơi, nói cho anh hiểu coi. Thì về 7, 8, 9, 10 đó. À vậy là cái anh này đánh bài. biết bà Nâu không? Bà Nâu là bà Năm á. Bà Nâu trên Campuchia á. Bà Năm. Ừ cũng được, nói sao cũng được nha. Bà Năm dữ dằn lắm á nha. Bà mà cầm cái hồi vẽ bà phớt ngang vậy nè. Là mấy tụi nó là thua hết trơn. Là bả gồm hết trơn cái một luôn. Vậy là bà Năm lấy bà phớt ngang là bả du hình hay gì mà lại ăn hết? Không, bả tuổi thọ. Còn ai biết tiếng, em biết tiếng Hà, tiếng Hoa không? Bà ra kiếm đâu cả. Bà ra kiếm. Ra kiếm luôn hả? Phải bà không? Bà đó. Gì đó hả? Trời trời bà kiếm. Trời trời rồi tới nào bà cũng xách cái cây ra dám đi. Anh Hải sợ không? Anh Hải sợ không? Phải không? Sợ biếu không? Không phải đâu. Ba đó. Phải không? Phải nghe. Ba. Ba. Phải ba đâu? Thì luôn rồi. Phải. Không phải đâu. Không phải. Nhầm rồi. Ổng có nhầm đâu. Ổng đó. Gì hả? Có khi nào nhìn lộn ba không? Không. Chắc đi chung với bọn nhìn nó mới vô trong đằng sau. Cái bọn. Thiệt
Mắc cười thiệt chứ. Kêu thêm cái bọn nào nữa kìa mấy cha. Đúng rồi. Đừng có kêu bọn nha. Đừng kêu bọn. Người kia đi, đi chung mấy chú mấy anh. Đồng nghiệp, đồng nghiệp. Chú mấy anh. Đi chung với đồng nghiệp. Cho mấy đồng nghiệp. Đừng kêu bọn. Mệt lắm hả chị? Mỹ chào bữa nay vui quá. Nay vui vẻ chắc mau khỏe bữa lắm nè. Chỉ mệt nên lỡ. Uống thuốc đều đều không? Uống thuốc đều đều. Hàng ngày Mỹ chào uống mấy cử? Uống cử bỏ cử. Sao không uống hoài luôn đi? Sao uống sen kẻ vậy? Mau anh đừng hỏi em. Là sao? Để anh hỏi được ha. Thôi vậy là mấy anh mấy chị này đừng hỏi. Ở giờ đây nè, giờ vậy nè. Quân phát đất. Nước lên trên. Rồi, đi ra. Phát đất. Tức là biết ha. Ôn salam nute. Là biết gì không? Đi đứng dậy con. Hả mấy cha? Đây nè. Đủ đi uống cà phê đó. Ồ quá nè, chả này của anh nè. Chị biết cái câu Unun Salam Nute không? Không biết. Làm bộ, câu đó dễ biết. Unun Salam Nute. I love you. Ờ, biết là ta nói tiếng, ta nói tiếng Cam trả lời tiếng Anh. Bóng tiếng Anh. Chị Mỹ chào cũng biết ba thứ tiếng á. Hòa Mỹ Hòa ấy nì. Mỹ ấy hòa. Biết luôn tiếng Tàu luôn. Quà Mỹ vô sáng. Vậy. Xíu, gục ngã, gục ngã. Biết cha, biết cha. Nỉ hào, nỉ hào. Nỉ ngã vậy? Nên nỉ hào. Nỉ hào ma. Ma ma ma. Papa. Mama papa. Bi bi luôn. Nó nói hòa tiếng Hoa luôn. Mama gặp với ba luôn. Bi bi luôn. Tại sao Mỹ trà dịch đi anh đang qua chú ăn ngon qua không hiểu. Xin dọn con đây. Bye bye bye. Sư phan. Là lão bàn, lão bàn đâu? Ai là lão bàn? Lão bát. Là lão bàn. Đâu ai đâu? Ông này hả? Lão bát là ông này mà lão bàn gì? Ông chủ á. Ông chủ hả? Ông đâu có lão bàn được. Chủ nè. Ông là xíu gì? Ừ, hôm nay gì đâu nhiều tiếng dữ ta. Tiếng Hoa luôn, hôm nay bộc phát tiếng nước ngoài trên trời. Để tôi còn cái nhiều tiếng quá nhiều thứ tiếng luôn. YouTube cũng giỏi lắm. Bốn từ hợp lại mới nói chuyện lại luôn nha. Y ơ san sư liu xi ba chiều sữa. À, đúng rồi, đọc này quá. Biết tiếng Trung luôn. Biết tiếng Hoa trên trời. Tiếng Hoa. Cái đó là biết Mỹ dù sẻn là gì không? Là mình không có tiền. Ủa này biết nhiều quá. Biết nhiều lắm luôn. Mày nhét chứ. Cái này không biết có gành tiếng Anh không nữa là không, nhiều thứ tiếng nữa nha. Đấy, nhưng mà em đang hoang mang như này. Xíu đi nói chuyện chứ. Vui quá à, tự nhiên. Biết tiếng nước ngoài luôn trời. Bây giờ mình đi qua đó kìa, đó có cái quán mình kìa. Mình nói không đúng nhưng mà vẫn hiểu. Thì vô nữa, để chứ không khác nữa. Rồi thôi chào Mỹ cha nha. Mỹ cha, chào nè. Chào. Chào. Hẹn gặp nha, hẹn gặp những video tiếp theo nha.